đừng nghe dạ bây giờ đừng nghe bất cứ cuộc điện thoại nào Đã... cô cô làm gì vậy làm gì chứ anh là của em phải đánh dấu chủ quyền từ hôm nay trở đi chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau <laughs> trời ơi trời... em em đứng đó từ lúc nào vậy em sẽ nói với chị gieo ri nè 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 alo mua dơn à cháu có đang ở nhà không gieo ri có đang ở nhà hay không vậy dạ không ơn cô ấy vẫn chưa tăng học sao hôm nay nhiều người hỏi cô ấy dữ vậy trời cháu nói như vậy là sao chứ có ai tới tìm con bé à Dạ, thì lúc nãy có một người phụ nữ trong giàu có đến giờ. Alo? Chú Son à? Chú hô mẹ cháu và tôi đã cùng lớn lên. Trong trại trẻ mồ côi, chúng tôi đã phải chịu đựng nỗi buồn và sự cô đơn. Bằng cách ở bên cạnh nhau như anh em một nhà. Cho nên đối với cô, cháu không phải là người lạ gì hết. Vì cháu là con gái của anh Chu Hô. Cháu không hề biết chuyện này. Trước giờ ba cháu chưa từng nói vậy. Giao à, tôi có chuyện muốn nhờ cháu. Chỉ có cháu mới có thể giúp được tôi chuyện này thôi. Cháu có thể giúp tôi không? dạ nhưng là chuyện gì vậy Gieo ri à con trai hay xong của tôi con ra ngoài ngay cho ba à, ba sao ba lại à, con xin lỗi vì lúc nãy không nghe điện thoại của ba có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài ngay cho ba ra ngoài đi về nhà chờ ba ba sẽ nói chuyện với con sau à nhưng mà bà Hồng đang muốn nói gì đó với con con không nghe bà nói cái gì hả dạ cô đang làm cái quái gì vậy hả sao cô dám dẫn theo gieo ri như vậy Tôi biết phải làm sao đây có người mẹ nào không phát điên lên khi nhìn con mình sắp chết ngay trước mắt mình chứ cô đã nói những gì với nó chứ Đừng nói là Cô đã nói cho nó nghe hết tất cả mọi chuyện Tôi chưa nói được Tôi đã định nói hết ra rồi Tôi muốn cầu xin nói nhưng lại không thể Hồng Chi Quân Nghe cho kỹ lời của tôi đây Tôi Không thể giúp gì cho cô hết Tôi không thể làm tổn thương con gái mình Để giúp cho con của cô Tôi đã làm nô lệ cho cô 10 năm rồi Nhưng con của tôi thì không được Cho nên sau này Đừng bao giờ động vào con gái của tôi Nhưng 10 năm đó có phải miễn phí đâu chứ Gia đình anh nhờ nó mới sống sót được Anh nên trả ơn cho tôi Anh nên bày tỏ lòng biết ơn của anh đi <laughs> Cô nói như vậy mới chính là cô Cuối cùng cô cũng lộ bản chất thật của mình ra rồi Cô nói rất đúng Tôi sống sót được là nhờ đồng lương mà chồng cô trả cho tôi Vậy thứ đó tôi có thể cho gieo ri ăn Cho gieo ri mặt cho gieo đi tới trường, tôi vĩnh viễn cảm kích điều đó. Tôi là tài xế của chủ tịch và là con rối của mấy cho mấy sai khiến, là mọi chuyện dơ bẩn mà mấy yêu cầu phải tự nguyện nghe lộn mấy bất kể lúc nào. Tôi làm tất cả những điều đó chỉ gì? Để nuôi nấng gieo tri mà thôi. Anh à! Đừng gọi tôi một cách thân thiết như vậy. Cô vốn chưa bao giờ thật sự coi tôi là người bạn thơ ấu cùng lớn lên với cô. Tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi là mẹ của Hê Sông. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Hả? Vào đi. Hả? Anh à. Anh không đi dạy thêm hả? Có nhiều người tới tìm em lắm, nhưng mà không gọi được cho em. Cho nên anh mới giờ lịch dạy lại mà em không có sao chứ ừ em không có sao đâu chị à chị vê đây à hôm nay anh trai em với một cô gái khác hả à! cho mấy, em dâu này quá đáng lắm rồi đó hả anh nghĩ anh phải quan tâm tới em nhiều hơn để để cho cho mê nhà ta trưởng thành hơn nữa rồi hả về với anh mất. ô Ba ơi. con nghe cho kỹ đây từ bây giờ con đừng gặp bất cứ người nào của tập đoàn quy nữa cũng đừng nghe điện thoại của bất kỳ ai dù là he chu bà hông hay chủ tịch đều không được không một ai hết sao lại như vậy đã xảy ra chuyện gì hả

Tình trạng của hệ sông đã ổn định rồi Nhưng mà phu nhân nên khiến cho người hiến quỷ Đồng ý càng sớm càng tốt Hai hey, Tối nay ăn gì đây à, Con thèm ăn thịt quá mẹ Chắc là tại tâm trạng con đang tốt Hay là chúng ta ăn sườn cừu đi mẹ Sao vậy Tâm trạng con đang tốt sao Con thèm ăn thịt hả Sao con có thể nghĩ đến đồ ăn Trong khi hay sông đang phải nằm viện như vậy chứ Mẹ à Em trai duy nhất của con đang cận kề cái chết Phải đấu tranh giành lấy sự sống Còn con chỉ biết nghĩ tới chuyện ăn uống thôi Mà có được sao hả Vậy chứ con phải làm gì đây hả mẹ Phải nhịn đói hay sao Thở cũng không được nữa À không hay là con chết luôn cùng nó đi Cô hay chu Từ lúc thằng bé bị bệnh Con trở nên vô hình trong cái nhà này mà Mẹ với ba chỉ quan tâm đến hay xong hay, hay xong Mẹ có để ý gì đến con một chút nào hay không Sao mẹ cứ đổ hết lên đầu của con vậy mẹ Hôm qua cũng vậy mẹ sĩ giả con và tát con trước mặt của con jerry đó hê xong là con trai duy nhất của mẹ còn con thì sao đây nè tôi cần có được thiện cảm của jerry để hệ xong được ghép tủy Nên tôi không suy nghĩ nhiều Mình đừng có hiểu lầm Dù cho là vậy Mình cũng đừng bao giờ động vào Hê chu Nếu còn làm vậy Tôi không bao giờ tha thứ cho mình đâu Mình nghi ngờ tôi sao Mình nghĩ tôi đánh nó vì tôi là mẹ kế của nó à Nếu mình thật sự nghĩ như vậy Thì tôi cảm thấy đau lòng lắm đó Mình biết không Mình biết rõ là tôi Phải cực khổ thế nào mới nuôi nấng nó tới tận bây giờ mà sau khi con tôi mất thì hê hey chu đã thay thế vị trí nó trong trái tim tôi còn gì thưa giám đốc tôi mang tài liệu mà ông cần tới đây ạ à? vợ cũ của mình cũng là con gái của bộ trưởng đã bỏ mình bỏ lại đứa con mới sinh ra rồi chạy trốn mất cái ngày vợ cũ của mình bỏ đi Cũng là ngày mẹ kế của nó xuất hiện mà Đó là ngày đầu tiên tôi gặp Hê hey Chu Kể cả lúc mình cầu hôn Tôi cũng biết thứ mình cần không phải là tôi Mà là một người mẹ cho Hê hey Chu Nhưng tôi đã làm hết sức để mang hạnh phúc đến cho mình và cả con bé Vậy mà bây giờ Mình buộc tội tôi Chỉ vì tôi đánh con bé một cái tát thôi sao Trong khi con trai hay xong mà tôi phải mất 10 năm Chúng ta mới có được nó đó Đang phải đấu tranh từng ngày để giành sự sống hay sao hả Thôi đủ rồi Bây giờ mình đang nhạy cảm quá rồi Có một chuyện Tôi muốn xác nhận với mình Đứa bé mà mình sinh ra trước khi cưới tôi đứa bé đó thực sự nó đã chết rồi sao nếu như không chết thì tôi đã tìm nó bằng mọi giá mình à tôi không muốn nhìn đứa con thứ hai của mình chết nữa nên tôi sẽ làm mọi cách để cứu con trai hê sông của chúng ta dù phải xuống địa ngục cho nên bằng mọi giá mình hãy tìm cách đi để thuyết phục trưởng phòng son đi Anh đại cảnh sát tôi không định ăn rồi bỏ chạy đâu tôi tôi quên không rút tiền thôi mà tôi tôi vừa mới về hàn quốc nên đầu óc còn chưa tỉnh táo anh cảnh sát nè nè nhìn thấy không tôi có thẻ tín dụng mà tôi không định ăn xong rồi chạy trốn đâu tin tôi đi vậy thì anh nên dùng cái đó để thanh toán chứ sao anh lại như vậy anh nên tự thấy hổ thẹn đi nha anh đã ăn hết biết bao nhiêu rồi hả tôi thấy anh cũng đang quan bánh bao đó chứ trời ơi tôi có lý do mà à, à, xin chào các anh vất giả rồi tôi vừa nhận được điện thoại báo là cô đô chi đang ở đây chú sơn à, à, đô chú chi Son. À, trời đô chi à chú sơn <laughs> cháu bây giờ cao lớn quá rồi ha Hồ. cũng đã mấy năm rồi vậy mà chú cứ cảm thấy à, lúc cháu khóc và than giảng về chuyện đi Mỹ mới ngày hôm qua thôi. cháu biết mà, đứa trẻ khóc nhè đứt buổi tèm lem đã lớn rồi. Đã lớn thật rồi. Chú xin lỗi vì hồi đó đã không giúp được gì cho cháu. Điều đó luôn khiến trong lòng chú cảm thấy dằn vặt và không nguôi. Bây giờ gặp lại cháu thì tốt quá rồi. à phải rồi. Chủ tịch có biết cháu về hay không? khi cháu nghe tin về hê sâu cháu đã quay về hàn quốc vì muốn giúp đỡ với tư cách một người chú nhưng anh ấy lại nói không cần anh ấy nói đã tìm được người hiến tủy nhưng cháu đã bí mật đi xét nghiệm để phòng khi cần đến à đúng rồi chút chờ một chút <laughs> Thấy rồi Tên 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 Chúc mừng chú <laughs> Sao Chúc mừng sinh nhật sớm Chú với cháu cùng ngày sinh mà Có đúng không <cười> Đây <cười> Trời ơi Chú chưa bao giờ nghĩ Chuyện như vậy sẽ xảy ra với chú Chú thật sự cảm ơn cháu rất nhiều Làm sao đây chú không có gì cho cháu hết thế cảm kích phải không vậy thì thay vì tặng quà chú cho cháu mượn tiền đi sao chuyện là cháu cần phải tới khách sạn đêm nay nhưng nếu cháu dùng thẻ tín dụng thì anh cháu sẽ biết hết chú cũng biết rồi đó cháu sẽ lại phải đi khỏi đây rồi tay con sao rồi con thay băng bôi thuốc chưa dạ rồi nó sẽ liền sớm thôi ba đừng có lo cho con mà nè con không bị thương chỗ nào nữa chứ không có sao rồi nè <laughs> khi nào con vào đại học thì làm phẫu thuật đi nhìn xấu quá không cần đâu con bị từ bé nên là con đã quen rồi con không để ý đâu ba nhưng mà con có vết sẹo này từ khi nào vậy sao ờ ở, ở, ở chuyện đó thì uh, <laughs> là là lỗi của bà hết xin lỗi con gái nha vì ba đã không cho con uh, một cơ thể hoàn hảo đẹp đẽ trời ơi ba là vậy rồi một vết sẹo thì có là gì đâu chứ <laughs> à phải rồi Bà nhớ bức tranh ba hỏi lần trước không con vừa sửa lại đó nhưng mà bà tính tặng cho ai vậy? Bí mật Nhưng là một người rất là tốt Người mà ba muốn động viên rằng một ngày nào đó Thủy Triều sẽ đến giống như bức tranh con vẽ vậy <laughs> <laughs> Đủ rồi mày là mẹ biến mất được Biến mất được Chỉ có khi mẹ biến mất, mất. Thì con mới được sống được thôi Cả <laughs> hai Mẹ giờ chi phải biến mất Để con còn cũng có thể trở thành chủ nhân của Nguyên Đồ chi anh ơi anh ơi em sẽ không <laughs> khóc nữa đâu à không em sẽ <laughs> không bao giờ khóc nữa anh ơi em sẽ không bao giờ tè ra quần nữa đâu mà nên anh hãy <laughs> cho em gặp mẹ đi em cũng muốn đi đám tang của mẹ mà anh ơi em muốn đến đám tang của mẹ <laughs> con không có ăn đâu mẹ đem ra ngoài giùm con đi mẹ xin lỗi con gái mà mẹ nên hiểu con gái hơn mới đúng chứ con đừng làm vậy nữa mẹ không chịu được đâu con đừng trừng phạt mẹ nữa mà nếu như con muốn cái gì mẹ sẽ làm cho con Hứng? Hứng? mẹ nói thiệt chứ mẹ sẽ làm bất cứ điều gì theo ý của con hay để xem coi đồ nào đẹp hơn đây ta Đen, trắng, xám, trắng wow, Quả nhiên Quả nhiên giống nhau đó. Chú à, gói cho cháu thật đẹp vào nha Ba vợ tương lai của cháu sẽ đi đôi dài này <laughs> Em đến phòng vẽ luôn hả? Ờ, à, em phải hoàn thành bài vẽ Bây giờ anh đi gặp học sinh mới hả? Ờ, à, nhưng mà những học sinh đều là những giáo sư đặc biệt gợi ý cho anh hết Họ còn trả cho anh lương gấp đôi bình thường và còn nữa họ là đích thân chỉ định anh đó và em cũng biết anh uh, là nổi tiếng uh, như thế nào mà hả wow. <laughs> tất nhiên rồi bạn trai của tôi mà nè nè cô hay chu làm sao mà cậu tìm ra chúng tôi cậu bám theo đó hả cậu thì sao chứ cậu là chó hay sao sao cậu cứ dãy đuôi đi theo bạn trai của tôi vậy hay là biến đi trước khi tôi cầm kéo cắt cái đuôi của cậu đi à, gì chó bạn trai hả <laughs> nè cô hê chu nếu như cậu điên thì cũng phải tự trọng chứ hay là cậu có thể để cái biển ghi là tôi bị điên để tôi biết đường tránh cậu ha <laughs> anh nè à, <laughs> đi thôi <laughs> đã, bộ cậu không biết hay sao chúng tôi đã hôn nhau rồi đó ừ. có thật không vậy? À anh không hề phòng bí cho nên mới bị cô ta cô hê chu nhìn cho kỹ nè anh à hôn đi Ô, không được làm vậy còn chờ cái gì nữa ừ. <laughs> Xong rồi. Hoàn <Quảng> hảo. <laughs> anh cứ mà cự tuyệt đi Kim Bu Dên, dù thế nào đi nữa, anh cũng là của em thôi. Một, hai, ba. <laughs> Dạ, xin chào phu nhân. Giáo sư Trang giới thiệu tôi tới. Tôi đã học 2 năm khoa kinh tế Đại học Hàn Quốc. Chúng ta từng gặp nhau rồi. Con gái của tôi đòi gặp cậu, nên tôi đã gọi cho giáo sư Trang giới thiệu cậu tới đây. Sao? Xin chào anh, mối tình đầu. Cô, nè đứng <laughs> lại đó đừng bao giờ đùa giỡn cái kiểu này nữa phản cảm dữ lắm đùa giỡn hả ai nói là em đang đùa em thích anh không lẽ là anh không biết như vậy lại là đùa giỡn với anh sao tôi thích vê ri và cô ấy cũng thích tôi vậy thì đã sao cô khinh thường chúng tôi có đúng không cô nghĩ cô có thể xen vào giữa chúng tôi sao thiếu tôn trọng chúng tôi và xúc phạm chúng tôi không đâu Em không biết là gieo đi thì sao Nhưng mà em không khinh thường anh chút nào hết Cho nên là Anh hãy nhìn thẳng vào em đây Kim Mu Dên Gì Người đang đứng trước mặt của anh là ai Còn đằng sau em lại có cái gì Những người đứng top 0,1% ở trường Anh Đều đang phấn đấu để có được công việc này đó Xây dựng quy, thương mại quy, thực phẩm quy Và thậm chí cả phân phối quy Em Là con gái độc nhất của Dương quốc quy cho nên hãy nắm lấy cơ hội khi anh có thể đi cuộc sống của anh sẽ thay đổi trong gang tất cô anh bị hấp dẫn rồi chứ gì cô đúng là quá tệ hại hãy quên chuyện gia sư đi dạ bác sĩ dạ xét nghiệm của người được yêu cầu đã có kết quả rồi kết quả xét nghiệm sao nhưng là ai mới được bỏ vậy đi ở à, sao anh biết à, à không anh có khỏe không hả anh trai có kết quả xét nghiệm rồi chú không phải là người phù hợp để hiến tủy chú hết việc ở đây rồi mau về đi à, khoan đã anh tôi thật sự không muốn dùng bạo lực với cậu đâu nên cậu mau đi đi à, anh à em xin anh em muốn sống ở hàn quốc em muốn sống ở đây cùng gia đình anh hết Châu và hết sông nữa ở trên mảnh đất mà ba mẹ của mình được mai tán dù em có về mỹ đi nữa em cũng không có việc gì để làm hết im miệng lại rồi làm theo lời tôi ngay lập tức có nghe không ta đa chúc mừng sinh nhật chúc mừng sinh nhật ba nha đây là quà cho ba đôi giày này có một không hai trên thế giới đó được vẽ với bàn tay của nghệ nhân sao nhau riêng cảm ơn con gái của ba nha ba thử đi ba ba biết không anh mua dơn đi cùng cỡ này nên là anh ấy đã giúp con mua đó ồ oh. ồ oh. nói vừa in mà còn rất thoải mái nữa tất nhiên rồi là con chọn mà <laughs> Và chúc mừng sinh nhật chú. Dạ cũng đâu có gì nhiều, chỉ là thắt lưng thôi. Ôi, chúc mừng sinh nhật chú. <laughs> hai đứa cũng tặng quà cho chú nữa hả? Cảm ơn hai đứa rất nhiều nha. Ba ơi, ba không quên đó chứ. Tối nay chúng ta có bữa tiệc sinh nhật. Ba về nhà sớm nha, không được uống rượu trước đâu đó. Ê, trời, biết rồi cô ơi. À phải rồi, ba đã mời thêm một người nữa. Sẽ không sao chứ. Ôm thì càng đông người sẽ càng vui hơn mà. Nhưng mà là người ba định tặng tranh đó hả ừ mấy đứa gặp lại sau nha dạ <laughs> có chào chú cái gì đây tôi xin thôi việc tôi sẽ rời khỏi chỗ này anh à, tính đi sao nhưng đi đâu chủ tịch à tôi đã quyết định chuyển đi rồi nên tôi sẽ bán ngôi nhà tôi đã quyết định sẽ đưa Giao truy tới một nơi mà không ai biết chúng tôi để sinh sống. Ừ. trưởng phòng Sơn, anh có thể làm gì với chúng tôi? Anh thực sự muốn trơ mắt đứng nhìn hay sống như vậy hay sao? Tôi xin lỗi thưa ngài. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn giúp đỡ cái ăn cái mặt của ngài, dành cho gia đình tôi. Anh nói biết ơn mà anh lại làm như vậy với tôi hay sao? Anh cũng là ba mà, anh phải biết cảm giác của chúng tôi ra sao chứ. Dù là tiền hay gì, tôi cũng sẽ đều cho anh hết anh muốn bao nhiêu chứ? Anh cứ nói đi, anh cần bao nhiêu tiền? Tôi bảo đảm gia đình anh sẽ sống đủ ba thế hệ. Tôi sẽ không bao giờ lấy... Lấy gieo tri ra để thỏa thuận. Trưởng phòng son Là một người cha. Xin hãy để cho tôi nói lời cuối cùng này. Sự thật là... Tôi và vợ tôi... Đã nhận nuôi gieo tri khi còn rất là nhỏ từ ngày chúng tôi đưa nó về nhà thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó không phải là con của tôi cả cho nên tôi không thể nào nói với nó rằng hãy đưa một phần cơ thể của mình cho người khác không ai có thể động tới một sợi tóc của nó thưa ngài sự thật là nó đã phải chịu đựng rất nhiều bởi vì nó có một người cha thất bại giống như tôi vậy vậy là quá đủ rồi thay vào đó tôi sẽ cố gắng tìm con của phu nhân không coi như sự biết ơn của tôi đối với ngài. Không cần nữa. Sao vậy? Tôi đã xác nhận với Chi Quân rồi. Nếu đứa bé còn sống, thì tôi muốn xem tủy của nó có hợp với He sông hay không. Nhưng mà cô nói với tôi, chắc chắn nó đã chết. Chết rồi sao? thì ra chủ tịch tìm đứa bé đó chỉ vì hê xong mà phải làm vậy sao alo tôi nghe đúng là tôi tôi là son du đây cho hỏi là ai vậy thì lúc đó tôi nghe nói đứa bé đó đã chết rồi cô ấy khiến cho đứa bé phải có một vết sẹo bỏng trên người chưa đủ hay sao mà cô ấy còn bỏ nó lại trên nền tuyết lạnh giữa mùa đông như vậy nữa điều đó mới khiến cho nó chết sau đó thì cô ấy đã than khóc rất nhiều đó cô nói là vết bỏng à đứa bé đó có vết sẹo bỏng ở trên người có phải không tôi nhớ hình như là vậy vì cô ấy đã ngủ gật và làm rơi nước nóng lên người đứa bé còn da của trẻ sơ sinh thì rất mỏng nên đã tạo thành một vết sẹo dài ở cổ hay là ở da gì đó. Cũng chính vì điều này mà cô ấy đã ân hận suốt một thời gian dài. Vết sẹo à? Nhưng mà ừ. sao con lại sao có lại xẹo vết sẹo này vậy hả ba? Cô có biết à, chỗ nào nhận nuôi đứa bé đó hay không vậy? Cô ấy nói là là nơi mình đã lớn lên thì phải. Sa... Xa... Sa răng. Sa-ran trại trẻ... Ơ, ờ, là sa-ran, trại trẻ sa-ran. Sa... sa-ran? Sa Sa ừ. Nè, nè! Hồng chí! quân ừ. khóc không, không thể nào à, à, alo có phải trại trẻ sa răng hay không vậy dạ dạ bây giờ giám đốc suki chơn đang ở đâu vậy ông xuân nghĩ việc và đã chuyển đi mất rồi sao mình đã làm cái gì vậy sao lại để ông ta đi như vậy được nếu cần thì phải đánh gãy chân ông ta rồi giữ ông ta lại sao làm thế nào đây không lẽ ông ta đã đem theo Giao ri chạy trốn rồi nói với ông ấy tôi sẽ cho một tòa nhà ở non hy ơn tôi sẽ đưa cho ông ấy tiền hoặc là bất cứ thứ gì ông ấy cần nếu như vậy mà vẫn không được thì hãy đánh vào gái ông ta và đưa giao ri đi cho tôi ờ à, thì đúng là em vậy mà à, ngày hôm đó có hai đứa bé bị bỏ lại hai đứa bé lận sao ờ à, đúng vậy tôi nhớ không có lầm đâu vì ngày hôm đó là kỷ niệm 10 năm tôi làm giám đốc của trại trẻ sa cho nên tôi nhớ rất rõ mà à, một trong hai đứa bé đó đã bị chết cống rồi Vậy thì, đứa bé bị chết cống có vết sẹo bỏng nào hay không vậy? À, vết sẹo hả? Tôi không có thấy vết sẹo nào hết. Nhưng mà, mấy ngày sau, mẹ của đứa bé đó đã xuất hiện và khóc rất là nhiều luôn. Mẹ của đứa bé đã tới hay sao? À, dạ. À, kho 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 Khoan đã, vậy là Chi Uông không phải là mẹ của đứa bé bị chết cống hay sao? À, lúc đó tôi cũng không rõ chi tiết việc này nhưng mà tôi nghĩ chị Uông đã hiểu lầm rằng đứa bé bị chết là con của mình đó. Sau đó thì khi người mẹ thật sự xuất hiện muốn quá giải hiểu lầm này. Nhưng mà tôi không gọi được cho cô ấy. Rồi sau đó tôi lại nghe nói cô ấy đã kết hôn. Hình như là cô ấy được gả vào một gia đình giàu có lắm. Cô ấy thậm chí không biết đứa bé đó còn sống hay là đã chết tôi không muốn cô ấy nghĩ về chuyện này nữa. Biết thì được cái gì đâu, cũng đâu có thay đổi được điều gì chứ. Thưa giám đốc! À, anh chờ tôi một chút nha. Vậy nghĩa là... Gieo tri nó thật sự là... <laughs> con mua bánh gạo mà ba thích nhất nè ba không có ở nhà hả ừ, các người là ai vậy à, phu nhân không ba của cháu đâu? Ờ, ba cháu không có nhà, thưa bà. Cháu ở nhà một mình. Dạ, cháu đang ở nhà một mình đúng không?